Rồi hello, xin chào tất cả anh em. Thì bữa nay mình dọn xong chiếc xe 99, mình quay cho anh em xem ha. Đó, xe này thì nói chung cũng không có cọp gì. Được cái bô nha anh em, cái bô cũng khủng lắm. Dọn mới cái dàn chân lại với lại dặm này kia. Sẵn là quay cho anh em xem luôn ha. Này 99 37 đầu nha anh em. Đồ zin còn nhiều lắm. Xe này không bán nha anh em. Này mình dọn cho anh em của mình ha. Thì cái này thì mình đi cái cam Nova anh em, đó cho nó sáng cái xe á. Mình đi cam Vin thì vẫn được, nhưng mà ở Long Xuyên mình chơi cam Nova thôi nha anh em. Đó, cam Nova cho nó sáng cái xe á. Đó, chạy tối nó chiếu lắm nha anh em. Cam Vin của Sibo thì mình thì có cam núi, nhưng mà nó không có sáng nha nè, nó không có được sáng. Anh em chơi thích sáng. Cậu bồ tới tiền luôn nha nè. Hai cái lốc này còn zin nè, xuồng còn zin luôn nha nè. Đó. Mình chỉ dọn phuộc này kia, làm ti phuộc này nọ đó cho nó đầm cái dàn đầu lại. Hồi trước mình đâu có chịu đi cam Nova nha anh em, nói là sau này đi cam Nova nhìn thiệt nó sướng thiệt, nhìn sáng lắm nha, cứng cáp xe đó. Sườn lốc zin nha anh em, lốc này zin là nước sơn zin. Những vị trí ốc này kia thì nó lai thì mình ngồi vô hết rồi. Chung vừa cũ vừa mới ha, dàn chân thì mới. Cái bu ram nha anh em. Ram zin. Chưa có dặm tút gì hết. Thường thì Sibo 99 mình nó không có cái tem này nha anh em, nhưng mà mình để nó trống quá, mình không có dán cái tem gì vô thì nó sẽ trống quá. Mấy chữ tên vô rồi này kia là cái bộ tem mới nha anh em. Đó. Của zin của Sibo mà 99 mình, Sibo 120 mình nó không có cái tem ở đây nha. Sibo 99 á. Còn lên 2000 nó có cái tem móc rồi ha. Đặc biệt 99 nó không có. Đó, tem dầu rồi này kia là đầy đủ nha anh em. Cầm hộ zin đẹp nha. Cầm thì cầm zin nhưng mà mắc chữ rồi. Logo zin luôn nha anh em. Zin chữ U vuông ha. Đó, chữ U bầu là tầm 7 đó nha anh em. Chữ U bầu 2-300 ngàn cái ha. Này là đúng của 99 luôn à. Đây, kiến đèn thì chữ S ha. Vô form. Cái đặc biệt của cái Sibo mình á, mình phải về zin nhìn nó mới chắc, cái xe nó mới cứng như nè. Sibo mà anh em đi cái vỏ tầm bậy, ví dụ nó không đúng cái vỏ ga mắng cầu này cũng kỳ đó, nó kén đồ lắm. Đèn chân thì sáng, đĩa vẫn là đĩa zin mà sơn lại nè, nó heo dầu zin. Xe này còn lồng lỗ ít tăng đà luôn. Nước sơn lốc bên đây thì có dặn lưu cá nha này. Đó, cái này thì nước sơn zin nè. Má sườn bên đây cũng có dặm luôn rồi, trước có dặm luôn rồi. Xe này mình làm cái dàn chân sơ với lại vô đồ zin nha này. Chủ xe không có dọn nguyên con nha. Đó, ốc số 9, ốc số 1 nè, cốt số 7 nè. Thêm gấp. Đó, cái xe mà mình phải cho nó sạch sẽ, nó sáng vậy nè. Anh em đi nó mới đẹp. Còn để dàn chân nó yếu quá, nhìn nó ghẻ chóc không, nhìn nó kỳ lắm nha anh em. Tem này cái bộ tem zin luôn á. Tem zin nè. Đó, cao su cản này nha anh em. Dạ.
số cũng dễ nhìn, 31525. Mấy cái ngoài sau này là mình chim cho nó đều lên nha. Đó, đừng cho nó cạ với này nha. Cạ nó mòn. Đó, sạch sẽ trong ra ngoài. Ngoài 39, 37 đầu. Xe này vừa giám định xong thì mình làm lại luôn. Đó, ốc zin rồi nè. Ốc ba chia ha. Chiếc máy nổ tê tái lắm vậy nè. Có hơi kêu kêu cái đầu nhẹ. Tại vì chủ xe muốn nó vậy nha nè. Đó là từ từ mình làm sao. Thì là từng tiếng như này. Giao xe sau mình có gì hay mình quay lên cho anh em xem ha. Đó. À, nhớ